5. Ngày ăn một bữa, tức là sáng cũng không ăn, chỉ ăn một bữa trưa. Ăn một bữa trưa rất tốt, nhưng đáng tiếc không dễ gì làm được. Tại sao? Vì đói một chút thì muốn ăn, cho nên đa số nhiều người chịu không được sự khổ hạnh ngày ăn một bữa. Song công đức ngày ăn một bữa nói không hết được. Tóm lại, bạn bớt ăn một chút thì bớt một chút phiền não. Ăn nhiều một chút thì phiền não cũng nhiều một chút. Ngoài ra, khi tỳ kheo ăn cơm thì phải có 3 quán niệm và 5 điều quán tưởng. 3 quán niệm. Thứ nhất, nguyện dứt tất cả điều ác. Thứ hai, nguyện tu tất cả điều lành. Thứ ba, thệ độ tất cả chúng sinh. 5 điều quán tưởng. Thứ nhất, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ, nghĩa là hãy tính xem vật ăn phải tốn bao nhiêu công nhân mới làm thành. Ví như sự hình thành một hạt gạo, phải trải qua gieo giống, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, vân vân, bao nhiêu là sự khổ cực. Cho nên làm được hạt gạo rất khó khăn vô cùng, đến nơi cũng không dễ. Cho nên có câu: giữa nắng trưa gay gắt, nông dân nhọc nhằn cuốc, mồ hôi đổ trên lúa, bưng bát cơm ai biết, mỗi hạt bao đắng cay. Do đó, chúng ta mỗi người nên thương tiếc vật chất, tiết kiệm, đừng tùy tiện lãng phí, mà hãy nghĩ đến nó, đến nơi không dễ dàng. Tại sao trên thế giới này có những đất nước thiếu lương thực, nhân dân chẳng có cơm ăn? Vì lãng phí vật chất quá nhiều, cho nên chẳng có cơm ăn. Chúng ta là người tin Phật, nhất là đối với nhân quả phải cẩn thận. Vật chất, ẩm thực, tài vật, bạn dùng được thì dùng, không dùng được thì cho người khác dùng, nhưng đừng có tùy tiện dứt đi. Do đó, trong bếp có cơm dư, ngoài đường có kẻ đói. Cho nên trong nhà nếu còn có cơm dư, thì hãy bố thí cho người không có cơm ăn, đừng dứt đi. Thứ hai, thổn kỹ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng, nghĩa là hãy nghĩ xem mình có công đức gì, đáng thọ thập phương cúng dường, độ lượng đức hạnh của mình có đủ chăng, là đủ hay thiếu, đáng thọ lãnh của thí chủ cúng dường chăng. Nếu đức hạnh không đủ, thì hãy mau dụng công tu đạo. Thứ ba, phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông, nghĩa là phòng ngừa tâm của mình lìa khỏi mọi lỗi lầm. Lìa khỏi lỗi lầm gì? Tức là lìa khỏi tham sân si ba độc. Ăn vật ăn thì đừng phân biệt vật ngon hay dở. Đừng nên vật ngon thì ăn nhiều, vật dở thì không ăn. Như thế thì không đúng. Thứ tư, chánh sự lương dược, vi liệu hình khô. Khi tỳ kheo ăn cơm thì nghĩ rằng vật ăn vào dùng làm thuốc, để cho thân thể khỏi khô héo. Nếu không ăn thì không thể sinh tồn. Thứ năm, vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. Tại sao tôi phải ăn cơm? Vì muốn dụng công tu đạo. Nếu tôi không ăn cơm thì đứng không vững, ngồi không yên. Vì tôi muốn tu đạo cho nên không thể không ăn. Sáu, ăn có tiết lượng, tức là phải có sự tiết chế đối với thức ăn uống, ăn có số lượng, không thể cảm thấy vật ăn ngon, ăn xong rồi lại muốn ăn nữa, luôn luôn nghĩ nhớ không quên, như thế thì chẳng có tiết lượng. Bất cứ thấy vật gì ngon, nếu mỗi bữa ăn 2 bát, thì nhất định ăn 2 bát. Không thể nói vật này không ngon thì tôi ăn 1 bát, khi vật ăn ngon thì ăn 3 bát, mà chẳng tiết chế chút nào. Người hành hạnh đầu đà thì vốn ăn 2 bát mới no, nhưng chỉ ăn 1.5 bát. Tiết lượng bát ăn một chút, đó là ăn có tiết lượng. 7. Quá giờ ngọ không uống nước có chất bổ. Không uống sữa, nước trái cây, cà phê, trà hoặc mật ong, mà chỉ uống nước lạnh. Song điều này rất khó hành, vì ngay cả trà cũng liệt vào chất bổ không được uống.
cho nên không dễ gì hành được. Đó là năm điều khổ hạnh về ăn uống. Dưới đây nói về khổ hạnh chỗ ở. Ha ha ha, 问什么的所和。